Hai mọi người, tôi lại có giày mới. Xinh quá nè. Form giày nhỏ nhắn xinh xắn, rất là dễ phối đồ luôn. Nè, nhìn là mê ngay. Với Air Jordan, form dài siêu ôm chân luôn. Chất lượng bền bỉ, dễ dàng phối đồ, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đi học, đi chơi, đi làm đều ok nha. Một clip unbox giày. Đầu tiên là một đôi giày bước chân này. Đây, tôi sẽ qua chi tiết cho mọi người xem nha. Bên này có thể cân mọi outfit. Ai mà kinh tế eo hẹp như tôi á thì nên cân nhắc em này nha. Unbox giày tiếp nha. Đôi tặng các cấp luôn. Đây là đôi giày cổ cao đầu tiên trong tủ giày của tôi. Qua chi tiết cho mọi người xem nè. Form giày xinh lắm luôn. Tết này tôi lại có giày mới rồi. Hi hi. Lại là một clip unbox giày. Một đôi giày màu tím xanh quá là xinh. Qua chi tiết giày cho mọi người xem nè. Form giày khá đẹp, cứng cáp, mang rất là êm chân luôn. Biết được với rất nhiều là outfit luôn nè. Chân mình dài 20cm và mang size 36. Đây là số giày tôi nhận được trong hôm nay. Unbox thôi. Đôi đầu tiên, phải nói là quá xuất sắc. Hắc chiều cao cực đỉnh luôn. Nét 49 thành mét 55 nè. Form giày xịn sò, cho 10 điểm về chất lượng. Thứ hai là đôi màu xanh này. Tôi có một đôi cổ cao rồi, nên đây tôi tạo thêm đôi cổ thấp nữa. Đôi này thì hàng dễ hơn, mà chất lượng thì khó phải bàn. Unbox giày tiếp nha. Nhân vật chính của ngày hôm nay là đôi sneaker màu trắng này. Đế cao tầm 5 phân nên hấp chiều cao cực đỉnh luôn. Em này thì mix được với rất nhiều là outfit khác nhau luôn nè. Tôi vừa có đôi này hát dáng xỉu. And then may đôi này giúp tôi cao được vài cm nè. Đi học hay đi chơi đều ok nha.